Thế rồi cô chú làm sao? Cô chú mua cái đồ chơi Target. Ai mua? Cái này là ai mua? Cái này là mẹ mua nha bà Nhung nha. Đúng rồi. Còn cái này là ai mua? Từ từ, cái này là ai mua? Đúng rồi, bà Nhung mua. Đúng rồi, đúng là luôn có cô chú. Cái này là bà Nhung trả tiền, còn cái kia là mẹ trả tiền nhé, chứ mẹ không có cho bà Nhung trả hai cái. Đúng không? Rồi bây giờ con muốn mở cái nào trước? Olaf trước phải không? Rồi. Hai Nguyễn Thị Olaf. Rồi bà Nhung cho mở đi bà Nhung ơi. Nguyễn Thị Olaf. Ô quên lộn, không có được dùng từ Nguyễn Thị nữa. Lý, à không phải Lê, Lê à, Quỳnh đi, Quỳnh Thị Olaf đi. Quỳnh đi, mẹ hậu Quỳnh mà. She really wanted the Olaf. You need some help bringing some stuff. Yeah, yeah. Nay yeah. Ơi, mở cho em đi gì nay. Nay không biết mở mà. Look at that. Nè, để cắt cái này nè. Đây mở ra cho cô chú coi, em hồi nãy mới bị vừa trúng cái này vô, con đau không con? Con phải cẩn thận hơn nha. Bây giờ mày chỉ con mở nè, con bóp bóp cái nút này xuống, bóp cái nút này xuống rồi mở ra. Thấy chưa? Không, con đâu có cần mẹ đâu, mẹ chỉ cần chỉ con cái là con tự động làm một mình con thôi, chứ đâu cần phải nhờ mẹ giúp hoài vậy. Sao đứng lên quay cho cô chú coi vài vòng cái bộ đồ của mình coi. Bộ đồ mẹ mới mua đó, đứng lên cho cô chú coi 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 quay vài vòng coi. Bữa nay là bà Nhung có mua cái gì đó, cái đồ make up. Trời đẹp. Trời ơi. Tôi mới vừa cột lên á. Khô. Mới vừa cột lên tức thì đó chị Hai ơi, chị Hai. Người ta phải xả tóc chứ, người ta phải xay. Mình ngồi mà chải tóc coi kìa. Coi kìa. Đây nè con. Ta làm tóc mà cột lên sao ta làm. Trời bả nhìn vô kiến, bả nhìn vô kiến. Trời ơi, chịu đời nổi vậy ba không? Công nhân. Sister Anna. Con chải sao mà hồi tóc con rối luôn á nha Trang nha. Thấy chưa? Chải kiểu gì đều rối luôn rồi. Muốn mẹ giúp không? Rồi ngồi im đó. Ngồi im đó này mẹ giúp cho. Đây, thấy chưa? Chải cái kiểu gì mà cà rút vậy? Thank you. You're welcome. Không có chi. Đúng rồi, con bỏ đó. Đúng rồi. Cái đó bỏ đâu? Cái đó bỏ kia hả? Trời ơi, chơi cái bộ đồ chơi đã quá. Rồi, cái gì nữa? Không phải hả? Cái như thế nào? Giờ thế nào? Giờ là ép tóc ra cho thẳng con. Tóc chày đỏ, đúng rồi. Ép ra cho nó thẳng. Ơn ba chờ trời. Điệu ông nội ba điệu. Con mốt con lớn lên con làm tóc, con make up, con làm hết cho mẹ nha chay, chứ cuộc đời của mẹ là mày thả rong rồi đó chay. Con mốt con lớn lên con làm cho mẹ nha. Nhiều lúc bây giờ mẹ còn trẻ nhưng mà nhìn mẹ già, nhưng mà sau này mẹ già là có chay là mẹ nhìn trẻ ra lại. Nghe vậy chay. Trời ơi, mắt nó lên nè. Trời. Mẹ cứ nói hoài. Hả? Đợi mà không rồi. Để em bỏ vô. Cái gì đó, cái cắt tóc luôn hả? Tóc là một năm cắt hai lần thôi. Cắt tóc nhẹ thôi, đúng rồi. Cắt tóc nhẹ hơn cái kéo thông không đứt á. Nó làm tôi cũng hết hồn, mới sợ tóc đứt. Đó, nó đang nhìn vô kiến nữa cô chú, kiến nè. Đang nhìn vô kiến, đúng rồi, để mày cho cô chú coi kiến á mà. Okay, đẹp chưa? Bye hả? Giờ là bye bye hả? Xong rồi là bye bye hả? Xong rồi, cất vô. Đúng rồi. Vậy mà mốt có đi đâu chơi á, con tự nha, con tự chải tóc, tự đồ nha chưa? Rồi, xong, cất vô. Tự làm, đúng rồi, đem tự cất vô đi con. Nữa hả? Mới bay xong rồi giờ nữa hả? Hay sai sai đó của con đó phải không? Để ở ngoài đi, ngày mai con ráp đi luôn. Để ra sân bay được cái xịt.
Chút nữa ăn xong là con chuẩn rồi hết á. Công chúa gì mà nó đẹp dữ vậy nè trời. Mà con nói cho mẹ nghe coi cái này là ai mua con á. Trời ơi kẹp tóc kìa cổ. Ai mua con á? Trời ơi phải dùng kiến. Trời ơi, mẹ quay qua vô dùng kiến kìa. Mẹ quay bên này nè, đó. Đó, người ta trong kiến vậy đó. Trời ơi. Không được quên các ăn mắm nêm được cái chỗ luôn. Trời ơi đúng là công chúa. Yeah, last time he did. Sao mà nó đẹp dữ vậy trời? Yeah. Sao mà nó đẹp dữ vậy trời? He had no idea what it was. What's that? No, no, not nothing. Nó đẹp dữ. Sao mà nó đẹp dữ vậy nè trời ơi công chúa. Trời mà cái áo này dễ thương quá. Không, nãy mua áo này good idea cô Nhung ha. Đẹp quá đẹp. Nhiều tiền con quên mất tiêu rồi, chả để ý nữa. Mấy đồng sao? Đẹp chưa? Quá đẹp. Nó là em của Elsa. Nó là Princess Anna. Trời ơi đẹp quá. Princess mà cứ gõ cửa vô. Do you want to build a snowman? I'm Sister Anna. Ừ Sister Anna đúng rồi. Ờ Sister Anna đúng rồi. Trời ơi. Chịu không nổi với bà luôn. Yeah. Trời ơi nãy nó vô target mà nó cũng có thấy có cái cô cũng có cái cô kia biết nó nữa cô chú ơi. Đi qua Cali này là gặp nhiều cô chú Việt Nam đi đâu bà cũng biết bà hết cô chú ơi. Nó ủa sao con bé này thấy quen quen rồi nhìn qua cái thấy nghe giọng nói của Ngọc là biết luôn. Trời ơi cắt tóc mà nghiêng ngả vậy đó hả? Quá luôn. Hay lắm bồ ơi. Ok. Không à, giờ tới chải đầu. Đau quá, nhẹ nhẹ thôi. Đau phải không? Vậy không có cầm mà. Không có tay cầm. Trời ơi. Cái lược gì mà không có cái tay nhỏ tay nhỏ nhỏ cầm gì hết trời. Cầm này. Đúng rồi, các con nói đi, cái lược này là cái lược đồ chơi. Cuốn nít. Không có cái cầm á, ghê chưa? Nhà mình bỏ đồ make up vô trong này luôn được hết không? Được chưa không? Được luôn, bỏ vô luôn, trời đất ơi. Bỏ đồ make up vô đây luôn, đúng rồi, phải nguyên một set luôn nè. Thấy không? Đúng rồi. Đồ make up, bỏ đồ make up vô luôn. Đang bỏ đồ make up luôn. Sao vậy? Mình sẵn mình làm tóc sao? Không được lát make up nữa. Cái make up nè. Mình thì mình làm tóc xong sẵn mình make up luôn. Tính sẹp mà. Trời ơi, kẹp tóc đẹp quá trời, tóc quá đẹp luôn. Có khăn giấy hết rồi chú Lũ. Mặc cái này thấy ghét ghê. À. Quá ghét. Thôi đứng lên cô quay vòng cho cô chú coi cái đầm coi. Đứng dậy coi kẹp tóc hồi nãy giờ có đẹp không nè. Đứng dậy coi bà Dung coi hồi nãy giờ kẹp tóc có đẹp không. Rồi đứng lên. Đúng rồi. Ờ đúng rồi, hai bên hai cái, đúng rồi. Trời. Quá dữ luôn. Bà coi YouTube riết bà thấy người ta làm tao biết luôn. Con đi đâu á? Trời ơi. Ngồi xuống. Ngồi xuống cho cô chú coi con phải không? Thôi mẹ không có làm đâu nha. Không có làm. Chút nữa đi. Đó, chay nè cô chú ơi. Chay chuẩn bị đi target đó cô chú. Chay coi cô chú nè chay. Hello cô chú chưa? Hello cô chú. Rồi đây cho mẹ nói chuyện. Trời ơi cho mẹ nói chuyện với cô chú gọi mua nhiễu hoa nghệ tay lẫn cướp máy là sao trời. Trời ơi, bởi vậy mà cô chú mà có lợi mà có gọi mà hồi mua nhiễu hoa nghệ tay mà bị cướp máy giữa chừng là do nó nha, không chứ không phải Ngọc nha. Nó cầm điện thoại nó coi nè. Nó coi game nè. Ai gọi tới lặng tắt, ai gọi lại tới lại tắt. Nên là cô chú đừng có la mẹ nó. Rồi chừng nào mà rảnh là mới lấy lại điện thoại mới gọi lại được cho cô chú đó. Cúp miết lắm mà. Trời mà có hồi nãy nó cúp á cô chú. Hồi nãy Ngọc ngồi đây nè. Xong rồi cái nó ngồi đây ha. Cái điện thoại ngoài ngày tay gọi tới nó cúp vậy nè. Cái nó nhìn Ngọc, Ngọc nhìn nó làm vậy nè. Nó làm vậy đó. Nó nhúng cái dài làm. Cười hả? Nói mà cười hả? Trời ơi, sao biết đang nói cái gì luôn cười. Hồi nãy chay hồi nãy còn gặp cái cô kia, cô cho gì ta? Cô cho bò viên hả? Anh đồ, bà này ở Úc mà nhắn qua mình, em ở Úc em muốn
Ok, bà Nhung sao con? Bà Nhung sao? Bà Nhung chuẩn bị chở chi ra chơi đi đâu? Bà Nhung chuẩn bị chở chi đi đâu vậy ta? Chú Lũ. Chú Lũ. Trời ơi. Chú Lũ chở cho mày. Mà đã quên nữa để nói lại cho cô chú nghe nè. Cái mà ngày xưa đó, trước khi mà qua đây á là chay nó kêu chú Lũ bằng gì bà ông Nhung? Ông già. Chay kêu bằng ông già đúng không? Mà ai là người kêu bắt chay kêu ông già? Biết lý do sao bà Nhung hay nói là chọc ông Lũ là ông già nhát chay. Đúng rồi, bà Nhung hay chọc ông Lũ là ông già để nhát chay. Mỗi khi lên video. Ối lộn, mỗi khi gọi FaceTime. Là bà Nhung cứ kêu chay ông già này ông dữ lắm này chơi. Rồi cái cứ kêu nó kêu bằng ông già miết luôn, mà hỏi bây giờ hỏi nó là ông già là ai là nó nói là chú Lũ. Chứ không phải là Ngọc là người kêu chay kêu là bằng ông già. Giờ nó kêu bằng chú Lũ luôn kìa. Giờ nó kêu bằng đủ thứ hết, nó kêu chú Lũ, nó kêu ông Lũ rồi nó kêu bằng lâm hết. Dạ. Tại vì có một cái comment á là nói Ngọc là dạy con không đúng, tại vì kêu ba kêu chú Lũ bằng ông già. Cái đó không phải lỗi Ngọc đâu, lỗi bà Nhung. Bởi vậy. Bà Nhung, mà Nhung chuyên gia chọc chay á, ông già này chay ơi, ông già. Tại vì ông chay nó sợ ông già chứ bà già. Nó sợ ông già nào mà đi ngang qua, bà già nào đi ngang qua nó sợ lắm, sợ nó bắt bỏ cho bỏ vô phải không con hả? Con sợ chú Lũ phải không? Này là chú Lũ, còn cái người bên Chicago là chú Năm. Bữa nó kêu chú Năm, nó sẽ đi qua chú Năm nó vô đi qua chú Năm nít mà gì đó, mà nó nghe ai kêu người ta nó kêu vậy, nó kêu có bởi vậy. Mình thì mình thấy mình dễ thương, mình hay chọc vậy, nhà mình ưng nó vui vui miết nữa đó. Nhưng mà khán giả coi á, mọi người không biết, không hiểu, khán giả coi chưa có hiểu. Với lại con thấy, cô Nhung thấy khán giả cũng hay phân hay nói con cái vụ mà tới bữa ăn đó rồi không có lo con rồi thì Vinh phải khách khe đó. Rồi sao cô Nhung thấy sao? Thấy cái đó là hơi tội nghiệp cho con. Thấy hơi tội nghiệp cho con, tại vì trong cái tới cái lúc đó thì ngay cái lúc con đang làm, con đang nói chuyện thấy không? Thì là Điền Vinh là phải hét cho chay ăn uống là chuyện bình thường thôi, vợ chồng mà. Nhưng thấy cái đó nó quá bình thường luôn á. Thấy không? Ví dụ như con, cái đó là cũng là cái việc làm của con, cái YouTube cũng là cái việc làm của con, nên trong cái lúc con nói chuyện thì chồng con có thể giúp con, giữ con chút xíu. Cô Nhung thấy đâu có gì đâu. Còn ngoài việc đó ra toàn là con khách khe không, ai đâu khách khe đúng không? Đúng rồi, rồi xong thì thời xong YouTube mà con giữ chứ ai. Trong cái YouTube con. Nhưng mà nhiều lúc mình quay lên á, người ta không có coi được, người ta không biết. Tới cái lúc mà con nít mà nó quấy, lúc nào nó quấy mình đâu có biết được đâu. Tự nhiên vô ngay bữa ăn thì lại gặp cái lúc nó quấy. Bởi vậy cô chú cứ trách mẹ hoài rồi, không có lo cho ba con hả? Với lại cô Nhung ở đây á, ai ăn người đó tự nấy ăn lấy ăn à. Đúng rồi, với lại con biết không, Điền Vinh đồ ăn á khó ăn với lắm. Với mình á, nó không có hợp khẩu vị của mình cho lắm, khó. Ăn Việt Nam nó không có hợp. Như cái bữa mà ăn cua hoàng đế đó, cái đó đâu phải món của Điền Vinh thích đâu. Đâu phải món của nó đâu, nên là ngồi cho có ngồi vậy ngồi, đúng, có một bạn comment rất là hay nha. Bạn comment rất là hay, ngồi cho